kỹ thuật thông tin bất đối xứng để tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào của Nga lộ diện trên chiến trường cả ngày lẫn đêm. Thứ hai, vụ phá hủy kho đạn của quân đoàn 2 Nga. Những tin tức mới nhất cho biết rằng một người lính hậu cần quân đội của Nga do chơi TikTok dẫn đến để lộ vị trí. Tiếp theo, vào ngày 19 tháng 6, các đơn vị tên lửa chiến thuật Ukraine đã tấn công vào kho đạn quan trọng của quân đội Nga tại Luhansk Oblast. Một thông tin cho hay một số tên lửa chiến thuật do quân đội Ukraine phóng đã trúng chính xác vào kho đạn pháo. Khói, lửa bắn thẳng vào lên trời, có thể nhìn thấy cách xa hơn cả chục km. Có thông tin cho rằng các nhà kho thuộc quân đoàn 2 của Nga, đòn đánh chính xác này đã phá hủy hoàn toàn kho đạn dược, trữ đạn của cả quân đoàn 2. Điều đáng tiếc là những đạn pháo vừa được dỡ xuống kho cũng đã bị nổ tung lên trời. Trên thực tế, có thể nói phá hủy kho đạn dược hậu cần của địch là cách thông minh, hữu hiệu nhất so với cách tìm phá hủy mặt trận đạn pháo và cộng sự được che giấu bởi đối phương. Chúng ta hãy quay lại chiến trường mặt trận phía Tây của chiến tranh thế giới thứ nhất. Trận Verdun là một trận lớn chính của mặt trận phía Tây trên chiến tranh thế giới thứ nhất. Trận đánh nổ ra giữa quân Đức và Pháp từ 21 tháng 2 đến 19 tháng 12 năm 1916 xung quanh khu vực Verdun, Saint-Marceau ở miền đông bắc của Pháp. Vào lúc bế tắc nhất của cuộc chiến, trận Verdun nổi tiếng đã nổ ra. Quân đội Đức và Pháp bị thương vong gần 1 triệu người trong trận chiến này nên các nhà sử học chiến tranh đã đặt tên cho nó là trận chiến với cái tên Máy xay thịt Verdun. Đây có thể nói là thời khắc gần nhất mà người Đức giành được chiến thắng trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, trận chiến này đã bị thay đổi bởi một sự kiện tình cờ. Khi đó, vào thời khắc khó khăn nhất của trận chiến, quân Pháp phòng thủ trong pháo đài đã không thể chống chọi lại sức tấn công mãnh liệt của quân đội Đức. Đúng lúc này, một phát đại bác lạnh lùng của pháo binh Pháp đã vô tình bắn đúng. Xin kính chào quý các bác. Pháo của quân Đức ẩn náu ở trong rừng. Cảnh tượng phá hủy khổng lồ chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Hơn 1 triệu quả đạn pháo cỡ lớn đã bị phá hủy trong chớp mắt. Đồng thời, hy vọng chiến thắng của quân đội Đức cũng tan tành như xác pháo. Pháo binh Đức vì không có gạo xuống nồi nên hỏa lực đã suy yếu, trực tiếp dẫn đến thất bại của quân đội Đức trong trận Verdun, cũng như là thất bại hoàn toàn trong một cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Quý vị thân mến, lần này liệu người Nga có đi theo vết xe cũ? Trên thực tế, kể cả khi bắt đầu trận chiến Ukraine, các quân đội Nga và Ukraine đều nhắm vào các căn cứ hậu cần của nhau, đặc biệt là các kho đạn dược và những mục tiêu quan trọng gần tiêu diệt so với quân đội Nga. Đặc biệt là các kho đạn dược là những mục tiêu quan trọng cần phải tiêu diệt. So với quân Nga, quân đội Ukraine có được nguồn tình báo của phương Tây nên là pháo binh bắn vào các mục tiêu của quân đội Nga vừa mạnh mẽ vừa chính xác. Còn các cuộc tấn công của quân đội Nga thường di chuyển lệch mục tiêu. Điều này phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa Nga và Ukraine về các thông tin tình báo và độ chính xác của vũ khí dẫn đường. Quý vị thân mến, quay ngược lại 8 năm trước, năm 2014, quân đội Nga thông tin tình báo chính xác và dưới sự chỉ huy của tướng Grasimov, quân dù của Nga đã đổ bộ xuống Crimea với tốc độ cực nhanh. Quân lính ngồi trên chiến xe lao thẳng vào căn cứ lục quân, hải quân của quân đội Ukraine, tước đi vũ khí của lữ đoàn quân Ukraine sừng sỏ và khống chế toàn bộ doanh trại, đồng thời kiểm soát hệ thống chỉ huy quân đội Crimea Ukraine trước ánh mắt kinh hoàng của quân Ukraine. Từ đó, chiếm đóng toàn bộ bán đảo Crimea mà không phải đổ một giọt máu nào. 8 năm đã trôi qua, khả năng chiến đấu và trình độ trang bị của quân đội Ukraine đã phát triển đáng kinh ngạc. Cho dù đó là sự phối hợp chiến thuật của các cấp và vũ khí khác nhau hay là chất lượng của từng người lính, họ đều tốt hơn so với những người lính dân tộc thiểu số được tuyển mộ vào quân đội Nga từ những vùng sâu, vùng xa, mục đích kiếm chút tiền và vơ vét chiến lợi phẩm. Thưa quý vị, nhìn chung, nhờ sự hỗ trợ toàn lực của cả thế giới phương Tây, các đơn vị tên lửa và pháo binh của quân đội Ukraine cũng đã kịp thời có được thông tin ở chiến trường chính xác. Do đó, họ thường có những trận đánh tuyệt vời. Một mặt khác, quân đội của Nga ngày hôm nay từ trên rơi xuống vẫn là một lứa binh sĩ kiêu căng của năm 2014. Ở trên thực tế, ở chiến trường Donetsk, ưu thế thật sự của họ chỉ nằm ở sức mạnh hỏa lực áp đảo ngang tầm với Thế chiến thứ hai, thường gọi là học thuyết pháo binh. Và khi ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng của NATO được triển khai ra tiền tuyến, lợi thế duy nhất của Nga cũng sẽ bị xóa bỏ. Thứ ba,
lũng củng nội bộ giữa bộ binh và pháo binh của Nga. Trong những ngày gần đây, rất nhiều những cuộc cãi vã gay gắt trong quân đội của Nga. Cách đây vài hôm, đại tá Igor Ivanovich Sasko, nhân vật theo Nga là cựu bộ trưởng quốc phòng Donetsk, đã đăng lên mạng xã hội: "Chúng tôi chẳng còn kế sách gì để bao vây Lysychansk. Trong nhiều ngày vừa qua, quân đội đã không đạt được tiến độ nào và rõ ràng là sẽ không có điều tiến triển nào nữa." Ông cũng buồn bã và nói: "Đội tiên phong của Nga đã đánh bại và chịu thương vong nặng nề. Trận Lysychansk này có thể so sánh với các trận Verdun trong chiến tranh thứ nhất. Ở trên, chúng ta đã đề cập đến các yếu tố tình cờ ở trận chiến Verdun. Hãy nói về tính quy luật ẩn ý trong trận chiến này." Ý ban đầu của Tổng tham mưu trưởng quân đội của Đức Helmut von Moltke der Junker là khi phát động trận Verdun, Hồng thu hút lực lượng chủ lực của quân Pháp đến nơi phải phòng thủ, sau đó dùng sức mạnh pháo binh tiêu diệt sinh lực của quân đội Pháp, được gọi là chiến lược tập hợp lại rồi tiêu diệt toàn bộ, tiêu hao nhân lực của kẻ thù. Anh nào muốn chấm dứt tình trạng mãn dục nam, muốn khỏi xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, uống